Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2022, thông tin từ công an thành phố Cần Thơ cho biết, công an quận Cái Răng vừa tạm giữ hình sự Lâm Hải Sơn, 32 tuổi, ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để điều tra hành vi cướp tài sản bằng súng xảy ra tại một nhà nghỉ. Điều tra ban đầu sáng ngày 19 tháng 2, Lâm Hải Sơn đi xe máy đến một nhà nghỉ trên đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng để thuê phòng. Giữa trưa cùng ngày, Sơn đi gõ cửa phòng số 10. Lúc này trong phòng còn có ba người đàn ông đang lưu trú. Sơn liền lao vào phòng, rút súng uy hiếp. Vừa đe dọa, Sơn vừa vô cớ nói cả ba người trong phòng mới đến em gái Sơn. Sau đó rút dao và yêu cầu ba nạn nhân đưa 5,4 triệu đồng và bốn điện thoại di động rồi bỏ đi. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an quận Cái Răng đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai người báo tin và trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra. Đến chiều ngày 22 tháng 2, lực lượng trinh sát thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ Lâm Hải Sơn tại Trà Vinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm một điện thoại di động, một gói chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Qua khai thác nhanh, Công an quận Cái Răng đã thu giữ một khẩu súng đối tượng cất giấu tại một bụi chuối. Hiện Công an quận Cái Răng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.